Các bạn đã có từng mơ ước về một cây vật cầu lông nhưng mà bản thân mình không thể nào mua được hay chưa? Với mình á thì có nha, và em nói chính là Yonex Voltic 50 Atoll. Thì đây chính là cây vật ước mơ năm lớp 12 của mình, nhưng mà do giá thành quá cao nên là mình không thể mua được. Điểm đặc biệt của Voltic 50 Atoll đó chính là ở trên cái phần đầu vật của chúng ta, nó sẽ được trang bị thêm những cái dãy gen như thế này. Đó, nó sẽ giúp tăng cường được cái điểm năng đầu. Và cái cây vật này á, nó sẽ thiên hướng về cái lối chơi thuần tấn công các bạn nha. Nổi trội với cái điểm năng đầu là 298mm nè, độ cứng đũa nằm ở mức siêu cứng, và sẽ được phát hành với hai cái phiên bản, đó chính là 3U và 4U. 4U thì sẽ thích hợp dành cho người chơi ở trình độ trung bình, còn 3U trọng lượng nặng thì sẽ thích hợp dành cho những cái bạn trung bình khá. Chúng ta có một cái lực tay khỏe thì chúng ta mới có thể đánh được. Và nếu các bạn đã thuần được rồi thì Voltic 50 Atoll chắc chắn sẽ cho các bạn có được những cái pha đập cầu cực kỳ uy lực, cực kỳ sấm sét ở trên sân luôn. Và đây chính là cây vợt ước mơ năm lớp 12 của mình, Voltic 50 Atoll. Nếu mà các bạn có cây vợt ước mơ nào thì nhớ comment phía bên dưới nha.